Tôi là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, nơi được mệnh danh là Tây Đô của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sự tử tế là nền tảng sống để nuôi dạy con cái của ba mẹ tôi. Tôi luôn được cha mẹ nuôi dưỡng trong tình yêu thương và được dạy rằng sẽ luôn trao đi tình yêu thương đó đến với mọi người. Ngày nhỏ thì ba mẹ tôi có một quán cơm bé bé để dành bán cho các em sinh viên và người lao động. Và tôi luôn nhìn thấy ba mẹ mình trao đi những phần cơm cho những em học sinh nghèo và người lao động khó khăn. Chính câu chuyện đó đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc và nuôi dưỡng tôi trở thành một người phụ nữ có sự đồng cảm, quan tâm và đặc biệt hơn là độc lập trong cuộc sống của chính mình. Và để tiếp nối những cái giá trị nhân văn mà ba mẹ đã dạy dỗ tôi, cũng như là cái sự cố gắng nỗ lực của mình trong cái việc mong muốn, khát khao được đi học, thì tôi đã đồng sáng lập nên quỹ Lan Tỏa Yêu Thương, một quỹ về giáo dục mong muốn giúp đỡ cho các em học sinh nghèo hiếu học có được thêm điều kiện để đến trường, và mong muốn là các em sẽ có một cái tương lai tốt hơn cho bản thân mình. Tôi tin rằng thất bại không phải là kết thúc. Thất bại là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, để chúng ta học hỏi, để chúng ta vươn lên và mở ra những cánh cửa mới, để chúng ta tiến gần hơn đến với phiên bản hoàn thiện của bản thân mình. Tôi là người dám ước mơ và luôn có kế hoạch rõ ràng để thực hiện và đạt được ước mơ đó. Và với tất cả sự tự tin, nhiệt huyết và sự tự hào này, tôi sẽ đến với Ba Lan trong một tinh thần chiến binh, với một quyết tâm mang chiếc vương miện đầu tiên của Hoa hậu siêu quốc gia về Việt Nam. Bài tập mà mình đưa ra cho Duyên ấy, đối với cường độ, với độ khó của những bài tập ấy, nó đòi hỏi một cái ý chí khá là cao của Duyên và một sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều. Là mình chỉ yêu cầu là 5 đến 6 buổi một tuần thôi, nhưng mà bởi vì Duyên rất là quyết tâm, thế nên là Duyên tập cả 7 ngày một tuần. Quay quay cái cảnh bánh bèo này là chết luôn đấy, đi nào. Duyên là một người hơi khó tính. Trong việc mà mình tham gia cuộc thi này, Duyên đặt hết tâm lực, nên hai anh em có thể tập suốt khoảng một tuần, khoảng 5 ngày. Duyên có tiến bộ rất là nhiều, không còn cái sự mà lúng túng hay lo lắng nữa. Duyên cho Hiển một cái năng lượng rất là tích cực. Vấn đề ở Duyên là Duyên rất là quan tâm tới khán giả, muốn yêu cầu Duyên như thế nào. Nhưng mà Hiển nghĩ là Duyên cần được thoải mái và cần được khán giả ủng hộ Duyên nhiều hơn nữa, để Duyên có thể đủ động lực, để Duyên có thể làm tốt trong cái việc mà đi tham gia cuộc thi Mix Up lần này.
Are you going to go on to be a successful businesswoman? Do you want to get married and have babies and be a successful mom? I mean, and there's nothing matter with these things. You just have to decide who you want to be. You have to ask yourself why you want to be that person, what you need to do to become that person, and are you truly willing to commit to do the things that you need to do to become that person? High five.